Mình vô đây là phải bỏ dây neo nha anh em, bỏ dây neo mấy ngoài đó đừng mình lôi phụ tiếp ha, còn dây ở trong bờ thì người ta có sẵn, mình không lên con dây nào, chỉ có bỏ dây neo à, bỏ dây neo là được thôi. Anh em ta cũng bỏ dây neo của bển suốt luôn rồi, ghe sau bỏ dây neo ha. Quá wow, xuống cái lượng lúa hết biết anh em ơi. Lên đây là mình không có được lên bờ nha anh em, có xuồng đồ ăn sẵn sẵn luôn, lên đây là không ai cho mình lên bờ hết. Quá cái lượng lúa xuống một cái là hết biết luôn rồi, quá khủng khiếp luôn. Băng tải bên mình chạy nha anh em, ủa nó chạy một cái tôi nó thấy nóng lạnh không, chạy nhanh hết biết không. Còn giải của mình là đóng tới đó thôi nha, mình đóng dài ở tới mũi dài ngang lại tới đó là thôi, hai bên luôn ha, hai bên luôn tới đó là thôi, nghỉ chơi nữa rồi, nhiêu đó được rồi. Cái này nó xuống từng đợt thấy mình thấy giống giống á anh em. Rồi anh em ngày hôm nay là mình không có đổ lúa nha, mình nhìn mấy ghe anh em bạn trên kia đổ thôi chứ còn mình không có đổ á. Thì cái này quá trời ghe sắt đổ lúa nè, không bảnh luôn rồi. Ở mấy đây là ruộng nha anh em, rồi mình cho anh em xem ruộng nè. Mình đậu đây là sát mấy ruộng, cái ruộng này là khoảng 6-7 tấc nước. Ghe mình lên nửa ghe luôn rồi. Mấy ghe này đổ lúa trời mưa cực quá, mở xuống luôn rồi, đâu cần đậy đâu lúa tươi mà. Xuống cái tốc độ thiệt. Anh em thì hôm nay là mình xuống lúa nha, mình vô sẵn cái băng tải này rồi mình chuẩn bị mình xuống nha anh em. Giờ anh em công đoàn đang xuống nè, thì mấy hôm nay là mình đậu ở ngoài bên đó ha, đậu bên đó ngay chỗ chiếc ghe sắt đó trên ruộng ha. Thì giờ bây giờ là mình tới tài rồi, có mua chủ lúa mình mua có đây, mình vô mình xuống nha anh em. Vô xuống xe thì giờ là gác sẵn vô hai chiếc xe ghe đít vô nha, hạ bẩn xuống đó rồi rọc đổ xuống đó, nó xuống như vũ bão luôn nha anh em. Lát nữa xuống mình cho anh em coi. Thì hai xe này xuống dưới ghe mình khoảng nửa tiếng là xong ha. Mình là chở được 4 xe nha anh em, nhưng mà không biết là một lát nữa mình có dời ra hay là không. Nếu mà có xe luôn á thì mình xuống này luôn, còn không có xe thì dời ra cho ghe khác mà xuống nha. Rồi anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình nha anh em. Hai xe này khoảng 4 mấy tấn nha anh em. Mình chở 4 xe thì không hết, nhưng mà 3 xe thì nó thiếu nha, thì chở còn nhiêu thì ghe khác chở ha. Mấy cái băng tải đằng trước mũi mình thì chưa có, 4 cái này thì chưa có lúa. Rồi chưa có ghe, bên đây có lúa rồi nè, đây cũng cặp hai xe vô, hai xe nó cặp vô băng tải rồi nó rọc xuống ha, rọc xuống xuống như vũ bão luôn. Cái băng tải là vô được hai xe nha anh em. Còn ở đằng phía sau mình á, phía sau mình thì có ghe nó đang xuống nha, thì để mình cũng quay cho anh em xem này. À, ghe đang xuống nè, xuống 2 chiếc 3 chiếc xuống nha. À, xuống một cái lượng lúa là mình nói hết hồn luôn, xuống một cái là phải canh ghe chứ để nghiêng ghe nha anh em. Mà ở đây là công đoàn xuống phụ nha, mình bồi dưỡng là hình như đâu 5.000 tấn vậy, công đoàn xuống phụ mà nếu mà có dàn dĩ á, có dàn dĩ như mình á thì có một người xuống thôi, phụ kéo dây với phụ chỉnh ghe ha. Còn nếu mà không có dàn dĩ á anh em, là công đoàn xuống 4-5 người phụ ấy đứng tấn thành luôn ha, cho nên 5.000 tấn đó lúc đó thì không phí. Còn có dàn dĩ như mình á thì hơi bị quan chút đỉnh ha, nhưng mà cái tiền quan là quan ngay tùy theo chủ ghe nha, thì theo bên mình chở là bên chủ lúa người ta cho cái phần tiền bồi dưỡng lại ha, chứ nhiều khi là ta không có cho, cái chủ khác là không cho. Để anh em công đoàn soạn sẵn nè, hình như là xe của mình không biết đủ thiếu rồi, mà thấy xe nó ghe vô hai băng tải này nữa nè, có ghe chuẩn bị vô nữa nha anh em. Băng tải này nè, có ghe chuẩn bị vô nữa nha, chiếc ghe sắt đó chuẩn bị vô ha. Mình vô đây là phải bỏ dây neo nha anh em, bỏ dây neo mấy ngoài đó đừng mình lôi phụ tiếp ha, còn dây ở trong bờ thì người ta có sẵn, mình không lên con dây nào, chỉ có bỏ dây neo à, bỏ dây neo là được thôi. Anh em ta cũng bỏ dây neo của bển suốt luôn rồi, ghe sau bỏ dây neo ha. Cái bàn tải của cái này là chỗ này là hình như là khoảng 1 thước 1 nha anh em, bề ngang ha, trên 1 thước, từ 1 thước ăn lên nha. Nếu mà xuống đầy bàn tải là thiệt chứ như vũ bão thiệt luôn. Để hồi xuống là mình quay cho anh em xem.
Lên trên này là dạng như ghe mình 80 tấn là nhỏ, nhỏ xíu luôn. Ghe người ta trên này bành bành không. Rồi mấy chiếc này là chuẩn bị vô nè, này có lúa xuống hôm qua mới mới hết trơn rồi nè. Đang độ mấy bình ruộng ha, đang quay trở đường vô. Để anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình nghe anh em. Trên bờ có cái đầu kéo nó cũng đang kéo cái rờ mọt nó ra tới ra lui, chắc xào vô cái băng tải thứ hai này quá. Băng tải cái một chiếc xe này nè. Hay là của mình à? Xào lại vô của mình nha anh em. Vậy là chiếc xe của mình hồi nãy vô lộn băng tải rồi nha. Giờ xào lại vô lại chiếc xe bên mình. Còn anh này ảnh đang sụp ghe lại nè nha. Rồi có anh em xuống phụ tiếp. Quá wow, xuống cái lượng lúa hết biết anh em ơi. Lên đây là mình không có được lên bờ nghe anh em, có xuồng đồ ăn sẵn sẵn luôn. Lên đây là không ai cho mình lên bờ hết. Quá cái lượng lúa xuống một cái là hết biết luôn rồi. Lát tới ghe mình xuống mình cũng quay cho anh em xem ha. Hồi nãy là xe vô lộn băng tải nha anh em, bây giờ chiếc cái đầu kéo này nó ve cái mọt này vô ha. Ve vô là công đoạn xuống một lần hai xe luôn cho mình luôn. Nó đang xào xào vô à. Xe thì vô khỏe hơn đầu kéo. Để mình gần gần lại cho anh em xem cái lượng lúa nha. Quá khủng khiếp luôn. Xuống chút xíu là xong xe nghe anh em. Lúa này chắc ở đâu biển hồ gì đó về nghe anh em, lúa cam về nè. Mình không biết ở đâu nghe, mình độ biển hồ chứ. Tại vì xe về nó cũng bay bụi dính xe quá trời luôn rồi. Rồi là bên băng tải mình chuẩn bị chạy nghe anh em, hai chiếc xe nó hạ bẩn xuống á. Nó hạ bẩn xuống là nó nằm trên cái băng tải vậy luôn nha. Rồi rọc ở trên xe rọc xuống là nó lúa nó chảy xuống luôn. Lúa chảy từ trên xe chảy xuống luôn. Hai bên luôn. Nó vậy nó mới số lượng lúa nó mới nhanh được. Băng tải bên mình chạy nghe anh em. Ủa nó chạy một cái tôi nó thấy nóng lạnh không? Chạy nhanh hết biết không? Còn giải của mình là đóng tới đó thôi nha, mình đóng dài ở tới mũi dài ngang lại tới đó là thôi, hai bên luôn ha. Hai bên luôn, tới đó là thôi nghỉ chơi nữa rồi, nhiêu đó được rồi. Mới là đài nha, chưa nha. Lúa này lúa cam mà màu thấy cũng sáng quá nè. Ôi. Bỏ băng tải lên xuống được hả Quỳnh? Băng tải là mình lên xuống được luôn hả? Mấy anh em trảnh làm khí thế luôn. Mấy anh em đang dở bao làm khí thế luôn.
rồi mới xuống có một xíu mà cái đông lúa nè. Chưa có điều tay nghe anh em, một lát nữa điều tay là xuống giữ thần luôn. Tại cái băng tải nó bự ha, nó chưa có đầy, nhưng mà anh em thấy xuống cái lượng lúa cũng hơi bị nhiều rồi. Mới xuống có chút xíu mà nó bao nhiêu lúa đây nè. 5 tấn lúa ha, khoảng 5 tấn ha. Mình chiếc này chở lúa lại nghe anh em, thấy lúa cũng im quá, đẹp quá. Coi này thiếu một bên rồi, hàng chi cái bên mình thấy xuống ít nha. Thiếu một bên công đoàn bên xe công không có nha. Có chỉ có xuống một xe bên đây thôi. Chứ gặp hai xe bên đây là cái lượng lúa gấp đôi là mình thấy là dữ thần luôn. Bài clip mình cũng dài dài rồi, mình tạm dừng tại đây nha. Anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình nha anh em. Thì mình cũng tìm kiếm những cái hay hay quay cho anh em ha. Đi tới đâu mình quay tới đó. Cái này nó xuống từng đợt thấy mình thấy giống giống ha anh em.